Nếu ai đó hỏi tôi miệt thứ thứ 11 có gì, tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay: quê hương mình có Tràm. Tràm là rừng, là căn cứ chở che đùm bọc bộ đội hơn 60 năm kháng chiến. Tràm hiện diện khắp mọi nơi, Tràm gắn liền với từng xã, từng ấp, từng nhà và từng người dân nơi đây. Xưa, Tràm là nguồn kinh tế chủ lực, là màu của nước đỏ rực cả một góc trời. Ngày nay, khi nền kinh tế được dịch chuyển cơ cấu theo xu hướng tập trung phát triển nuôi trồng theo hướng công nghiệp, thì diện tích tràm do dân trồng đang bị thu hẹp dần mỗi năm. Hầu hết những cánh đồng tràm đều được cải tạo thành vuông nuôi tôm cua với mong muốn phát triển kinh tế. Và vì thế, những gốc tràm trơ trọi dưới cái nắng cháy da của vùng miệt thứ đã và đang dần trở nên một hình ảnh đong đầy ký ức của các thế hệ đã và đang sinh sống trên vùng đất này. Và đây là hình ảnh của một cánh đồng tràm 10 năm tuổi đã cải tạo để nuôi tôm được vài năm nay của nhà chú Tám Dự tại kênh Hòa Đồ, ấp 11A, xã Đông Hưng B. Những gốc tràm đã vương màu thời gian nhưng vẫn giữ được dáng vóc của một sức sống mạnh liệt của vùng đất xa xôi này. Và để cải tạo một cánh đồng tràm phục vụ cho việc nuôi tôm, nuôi cua phải mất đến nửa tháng. Trước tiên, người dân phải dọn sạch rồi bơm nước ngập 5 tấc bao phủ các gốc tràm, tạt vôi đá, một loại vôi có độ pH là 7.5 để hạ phèn. Sau đó, họ sẽ rải bột Dolomit, một loại bột khoáng canxi cho tôm cua sinh trưởng mạnh. Và lý do mà người dân không dọn sạch những gốc tràm là vì gốc tràm có tác dụng sản sinh ra ốc gạo và nhau châu, một loại thức ăn ưa chuộng của tôm cua. 3 tháng sau ngày thả là bộ đợt thu hoạch, tiếng máy nổ bơm nước, tiếng reo hò, tiếng trò chuyện rơm rạ và hình ảnh ai nấy đều tất bật làm không nghỉ tay cả một khoảng trời, làm báo hiệu cho một mùa thu hoạch có năng suất cao. Bà con nông dân phấn khởi làm cho không khí ngày thu hoạch tôm thêm rộn rã cả một vùng miệt thứ.